6. Tỳ kheo hải tràng, phó thác thứ sáu tránh tâm trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng tránh niệm lời dạy của vị trưởng giả đó, quan sát lời dạy của vị trưởng giả đó, nghĩ nhớ môn giải thoát Bồ Tát không nghĩ bàn đó, suy ngẫm Bồ Tát trí quang minh không nghĩ bàn đó, thâm nhập môn pháp giới không nghĩ bàn đó, xu hướng môn Bồ Tát vào khắp không nghĩ bàn đó thấy rõ như lai thần biến không nghĩ bàn đó, hiểu rõ vào khắp cõi Phật không nghĩ bàn đó, phân biệt Phật lực tra nghiêm không nghĩ bàn đó, suy ngẫm cảnh giới Bồ Tát tam muội giải thoát phần vị không nghĩ bàn đó, thấu đạt thế giới rốt giáo vô ngại khác biệt không nghĩ bàn đó. Tu hành thâm tâm Bồ Tát kiên cố không nghĩ bàn đó, phát khởi Bồ Tát đại nguyện tịnh nghiệp không nghĩ bàn đó từ từ đi về hướng nam, đến bờ Diêm Phù Đà, xóm Ma Lợi Gia, đi khắp tìm kiếm tỳ kheo hải tràng. Bèn thấy vị tỳ kheo đó đang ngồi kiết già, bên cạnh chỗ đi kinh hành, đang nhập tam muội, bạt hơi thở, không còn tư lự và cảm giác, toàn thân bất động. Từ dưới chân tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ức vị trường giả, cư sĩ, chúng bà la môn, đều dùng đủ thứ các đồ trang nghiêm để trang nghiêm thân họ, đều đội mũ báu, đỉnh đeo minh châu, qua khắp mười phương, tất cả thế giới, mưa xuống tất cả máu, tất cả chuỗi anh lạc, tất cả y phục, tất cả thức ăn uống thượng vị như Pháp, tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương thoa, tất cả đồ dục lạc tư xanh ở tất cả mọi nơi, cứu nhiếp tất cả chúng sinh bần cùng, an ủi tất cả chúng sinh khổ não, đều khiến cho họ hoan hỉ, tâm ý thanh tịnh, thành tựu đạo bồ đề vô thượng từ hai đầu gối của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ức chúng sát đế lợi bà la môn thảy đều thông minh trí huệ đủ thứ xác tướng đủ thứ thân hình đủ thứ y phục tốt đẹp trang nghiêm khắp cùng mười phương tất cả thế giới dùng ái ngữ và đồng sự nhiếp các chúng sinh đó là người nghèo thì khiến cho được đầy đủ người bệnh thì khiến cho được lành người nguy hiểm thì khiến cho được an người sợ hãi thì khiến cho hết sợ người lo khổ đều khiến cho được an vui lại dùng phương tiện khuyên bảo đều khiến cho họ bỏ ác an trụ pháp lành từ giữa lưng của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô lượng tiên nhân đồng với số chúng sinh hoặc mặc y phục bằng cỏ hoặc y phục bằng vỏ cây đều cầm bình rửa oai nghi tịch tĩnh đi đến khắp cùng mười phương thế giới ở trong hư không dùng rượu âm của phật để khen ngợi phật diễn nói các pháp hoặc nói đạo phạm hạnh thanh tịnh khiến cho họ tu tập điều phục các căn hoặc nói các pháp đều không tự tánh khiến cho họ quán sát phát sinh trí huệ hoặc nói ngôn luận quỹ tắc thế gian hoặc lại khai thị trí nhất thiết trí phương tiện xuất yết khiến cho tùy theo thứ lớp đều tu nghiệp của mình từ hai bên hông của tỳ kheo hải tràng hiện ra rồng không thả nghĩ bàn, rồng nữ không thả nghĩ bàn, thị hiện các thần biến của rồng không thả nghĩ bàn. Đó là mưa mây hương không thả nghĩ bàn, mây hoa không thả nghĩ bàn, mây tràng hoa không thả nghĩ bàn, mây lọng không thả nghĩ bàn, mây phan không thả nghĩ bàn, mây đồ cha nghiêm báu đẹp không thả nghĩ bàn, mây đại ma ni báu không thả nghĩ bàn, mây chuỗi báu không thả nghĩ bàn, mây tòa báu không thả nghĩ bàn, mây cung điện báu không thả nghĩ bàn.